Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: cách đối xử trái ngược của cư dân mạng với Trấn Thành và Harry Won giữa Tam Bảo. Trấn Thành và Harry Won đều bị ảnh hưởng bởi tin đồn lộ clip nhạy cảm. Dù quản lý đã lên tiếng phủ nhận, nhưng họ vẫn nhận phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trước những ồn ào gần đây khiến cả Trấn Thành và Harry Won đau đầu suy sụp và ảnh hưởng không nhỏ đến công việc. Gần nhất là tin đồn cặp đôi làm chuyện nhạy cảm trong rạp chiếu phim và bị quay lại. Dù đại diện truyền thông của hai ngôi sao đều lên tiếng phủ nhận, nhưng nhiều người vẫn không ngừng bàn ra tán vào. Giữa Tam Bảo, Trấn Thành đăng tải một hình ảnh ngồi trầm tư kèm theo dòng trạng thái tịnh. Qua đây, nhiều người đoán rằng anh bị ảnh hưởng bởi tin đồn không hay gần đây và động viên nam MC. Đáp lại tình cảm của những người yêu mến, Trấn Thành cũng đã gửi lời cảm ơn. Nhưng ngược lại, Harry Won bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc và kêu gọi tẩy chay. Nhiều người mong Harry Won sớm trở về Hàn Quốc, có lẽ phải rất mạnh mẽ, nữ ca sĩ anh cứ đi đi mới có thể vượt qua sóng gió lần này. Giữa bão scandal, Trấn Thành vẫn nhiệt tình hướng dẫn Harry Won trong phòng thu để thể hiện thật tốt ca khúc trong gala nhạc Việt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!